Chào mừng các bạn đã đến với kênh luyện chữ đẹp cùng chú Cường Mình là chú Cường đây Trong cái video này mình xin chia sẻ với các bạn một cái chủ đề Đó là bé lớp 1 chuyển từ bút chì sang bút mực Thì mình nên mua các cái dòng bút nào cho các con Rất là nhiều phụ huynh ở cái giai đoạn này thì sẽ không biết mua cái dòng bút nào cho các con Mua đủ thứ hết về các con viết không được Nó sinh ra lãng phí Thì rất là hy vọng cái chủ đề này sẽ giúp ích được cho quý ba mẹ trước khi chú Cường gợi ý những cái dòng bút cho các con thì mình sẽ nhìn vô cái vấn đề thực tế là cái giai đoạn mà các con chuyển từ bút chì sang bút mực khi mà các con học lớp 1 đó thì nó sẽ rơi vào cái thời gian 3 tháng tháng 10 tháng 11 và tháng 12 đặc biệt là tháng 11 thì rất là nhiều điểm trường trên cả nước cô giáo sẽ khuyến khích các con chuyển từ bút chì sang bút mực và lúc này là mình sẽ đi mua bút nè thì nếu mà ba mẹ đang xem cái video này là chắc chắn là các con của mình đang chuyển từ bút chì sang bút mực rồi rồi cái thứ hai là cái thời điểm mà các con chuyển đổi này á, là các con đang viết cỡ chữ hai ô ly nhé ba mẹ mình sẽ nhìn vào các con chữ như o nè a nè y nè thì mình đếm cái chiều cao của nó được hai ô thì được gọi là cỡ chữ hai ô ly còn nếu như mà các con viết cỡ chữ một ô mình nhìn vô một ô là mình biết liền thì cái giai đoạn chuyển đổi này các con đang viết là cỡ hai ô ly về mặt kỹ năng thì các con viết còn khá yếu nó vẫn chưa có rõ ràng cái con chữ nhiều bạn thì còn rất là ngoẹt ngoạt thì đây là cái mặt thực tế và mình biết cái này thì mình sẽ có cái sự lựa chọn phù hợp cho các con tiêu chí lựa chọn các cái dòng bút cho các bé chuyển đổi từ bút chì sang bút mực đó, thì nó có năm cái tiêu chí để cho ba mẹ lựa chọn thứ nhất là bút nó phải nhẹ à, bút nó phải nhẹ tay nó chỉ dao động từ 8 đến 10 gram trên một cây thôi nặng quá các con cầm rất là mỏi tay thứ hai là cây bút phải có cái vị trí cầm bút ví dụ như cái cây này là bút việt c66 nè rất là nhẹ ha vị trí cầm bút là ngay đây nè nó có ba cái cạnh các con cầm nó rất là dễ còn nếu như mà ba mẹ mua cái vị trí này nó trơn các con cầm thì vòng vòng đôi lúc bé nó không có định hình được là khi viết cái ngồi viết nó sẽ đưa như thế nào còn đối với cây viết mà nó có cạnh định vị thì các con cầm vào cái mũi viết nó phải hướng về như thế này là chắc chắn đúng luôn rồi. À, thì ba mẹ lưu ý mua là phải có cái cạnh định vị này. Và cái tiêu chí thứ ba là phải gọn nha. Là nhiều cái dòng bút lắp cái vị trí tay cầm thì nó to, nó không có phù hợp với các con lớp 1. Nếu mà các ba mẹ mua về các con cầm nó không đủ các cái ngón tay, các con rất là khó viết. Cái tiêu chí thứ tư là bút phải có bán ngồi thay thế tại vì các cái, cái dòng bút này các con viết nhanh như gỏi hư ngồi liên tục và đặc biệt là các bé hay làm rớt lắm thì mình mua cây viết nào nó phải dễ mua cái ngòi thay thế khi bé làm hư là mình lắp cái ngòi thay thế vô là mình viết giống như là cây viết mới thì mình mới tiết kiệm được hai ba mẹ chứ nếu như mà hư bỏ hư bỏ thì mình mua rất là tốn kém và cái yếu tố thứ năm là bút phải tạo nét đều tại vì cái giai đoạn này thì các con đang viết cỡ chữ hai oli và không có quan tâm về nét thanh nét đậm nên là ngồi viết phải tạo nét đều thì đây là năm cái tiêu chí để lựa chọn cái dòng bút phù hợp cho các con ở cái độ tuổi chuyển đổi từ bút chì sang bút mực thì theo năm cái tiêu chí này chú cường gợi ý cho ba mẹ năm cái dòng bút để cho ba mẹ lựa chọn mà không cần phải suy nghĩ thứ nhất là cây bút việt c 66 mươi à, cái hình góc ở trên này c 66 là cây này đó. À, Thứ hai là bút Việt C69 là cái cây mà ngay cái góc trái màn hình nè. Rồi cây bút Việt C63, bút Việt C65 và bút Việt C70. Tất cả các cái dòng bút này đều được tích hợp ngồi im đa chiều. Các bé viết nó rất là dễ dàng ra mực và nó không có mà nó không có bị gai, không có bị sốc. Các con rất là dễ viết thì năm cái dòng bút này ba mẹ có thể mua trên các cái shop của chú cường như mua trực tiếp cũng được mua trên shopee hoặc là mua trên tiktok shop đều được các cái cây này đều có giá trung bình là khoảng 60 mươi ngàn ba mẹ rất là dễ mua cho các con và uh, các cái dòng bút này đều có ngồi thay thế hết ba mẹ mua cây bút thì có thể mua thêm ngồi hư ngồi mình thay vào rất là dễ còn nếu không biết thay thì có thể liên hệ với chú cường ở cái giai đoạn này ba mẹ đừng có mua các cái dòng bút ngồi lá tre hay ngồi mại nha Các con viết không được giá tiền nó cao mình tưởng là càng cao thì các con sẽ viết chữ nó càng đẹp và càng dễ viết Nhưng không ngồi mài và ngồi lá tre không phù hợp với các con ở trong cái giai đoạn này Có một vài điều chú Cường chia sẻ với quý ba mẹ như sau Thứ nhất là những cái dòng bút luyện chữ này á dành cho các con là khi chú Cường bán hoặc là một cái nơi khác bán là nó chưa bao gồm mực nha mình phải mua một cái loại mực riêng. Và khi nói tới mực á thì chú cường chia sẻ cho ba mẹ được hình dung hơn. Mực nó chia làm hai phân loại. Một là mực xóa được và hai là mực không xóa được. Trong mỗi một cái loại mực nó lại tiếp tục phân đã làm hai phân loại là ống mực và mực bơm. Ống mực tiện lợi thì nó có một cái hình dạng là cái ống mực nó được bơm sẵn một cái tiếp rồi, nó rất là tiện lợi cho các con mang theo đi học khi cần thì chỉ cần mở cái thân này ra lắp cái ống mực tiện lợi vào là xong và khi xài hết cái ống mực tiện lợi đó thì bỏ đi thì khi mà sử dụng cái ống mực tiện lợi nó có một cái nhược điểm nằm lúc thì mực nó xuống nhiều lúc thì mực nó xuống ít vì nó không có đủ cái lượng không khí bên trong cây viết nên là các con rất là khó kiểm soát được cái lượng mực đi xuống à, khiến cho lúc thì mực đậm quá khiến cho cái lúc thì mực nhạt quá thì đó là cái mặt nhược điểm của ống mực tiện lợi thì nó tiện lại là cái việc di chuyển nè cái việc lắp vào trong cái viết nè nhưng mà nó bị nhược điểm là khi viết cái nét nó khó kiểm soát còn mực bơm thì nó cái nhược điểm của anh này thì nó lại là ưu điểm của anh kia mực bơm thì nó ra nét đẹp hơn à, mực ổn định hơn dễ điều chỉnh hơn do nó có cái xi lanh mình có thể điều chỉnh mực mực xuống nhiều mực xuống ít là mình do mình điều chỉnh cái xi lanh ngay đây còn cái ống mực thì nó không có cái xi lanh rất là khó điều chỉnh và đối với cái mực xóa được á mà mực bơm xóa được thì khi mua ba mẹ cần phải mua thêm hai cái dụng cụ nữa đó là cái viên tẩy mực xóa và cái lọ nhúng tan tại vì khi mà ba mẹ cho các con sử dụng cái ống cái mực xóa được á thì nó hay khô cái mực ngay đầu bút lắm mình viết xong thời gian của mình đóng nắp lại mình đi hoặc là thời gian nữa bé mới viết tiếp thì cái ngòi bút nó hay khô lắm bắt buộc mình phải có cái loại nhúng mực tan mình nhúng vào đó cái mực nó tan ra thì mình viết bắt đầu mực nó có trở lại còn không á là mực nó khô các con viết nó cứ tưởng là nó bị hư ngồi nhưng thực ra là cái mực nó bị khô nó không ra mực thôi còn đối với mà cái mực không xóa được thì cái mực bơm của nó ba mẹ muốn dùng loại nào cho các cái dòng bút này cũng được mực Queen mực hồng hà mực Doraemon 10.000 15.000 là được rồi tại vì các cái dòng bút này cái ngồi của nó không kén mực ba mẹ xài mực nào cũng được nhưng các cái dòng mực cao cấp như Hero, Pilot hay là Pelican thì nó tạo nét rất là đẹp các con bơm vào viết rất đẹp nhưng có điều giá nó hơi cao ví dụ như Hero thì 100 ngàn nè Pilot 140 hay Pelican 150 thì cái này chú Cường nói thêm để cho ba mẹ biết để mua nhiều khi ba mẹ mua cái viết không mà không có mua mực có một vài điều á chú Cường chia sẻ với quý ba mẹ như thế này cái giai đoạn các bé ở lớp 1, lớp 2 là giai đoạn vàng để cho các con rèn chữ, để cho các con tạo nên cái thói quen viết chữ đầu đời. Khi mà các con đã có thói quen rồi lên lớp 3, lớp 4, ba mẹ muốn sửa chữ cho các con nếu mặt chữ của các con xấu quá đó thì nó rất là khó luôn. Nên là cái giai đoạn chuyển đổi từ bút chì sang bút mực là giai đoạn vàng. Ba mẹ cần phải tận dụng và đồng hành cùng với con. Thứ hai, là ba mẹ mua bút rồi mua mực rồi thì mình cũng phải độ để ý cái độ dày của của giấy nữa nếu mà cái độ dày của giấy nó dưới 80 gram trên một mét vuông thì nó sẽ rất là khó viết và viết nó có thể bị lem thì ba mẹ có thể coi ở phía sau cái quyển tập ấy, hoặc là phía trước quyển tập nó có định lượng của cái tờ giấy đó phải trên 80 gram một mét vuông thì viết nó mới không bị thấm chứ nếu như các cái tờ giấy mỏng mỏng như giấy A4 như thế này nè thì các cái dòng bút mực viết vô nó sẽ bị lem sang phía sau liền cái thứ ba là khi mà ba mẹ mua cái viết này á ba mẹ muốn kỹ thì ba mẹ hãy mua thêm những cái con cá định vị tay cầm lắp vào trong cây viết của con 5 ngàn một con thôi giúp cho các con cầm bút đúng hơn thì cái con cá này á nó hơi bất tiện là khi lắp vào thì không đậy được nắp thì khi sử dụng xong là phải lột con cá ra thì ba mẹ ở cái giai đoạn này phải phải đồng hành cùng với con cố gắng hơi cái sự bất tiện của con cá định vị nhưng giúp cho các con cầm bút nó rất là đúng cái thứ tư là các con học rất là nhiều cái con chữ nhưng mà ba mẹ phải hướng dẫn cho con cách cầm bút nè cách di chuyển ngồi bút hay chú cường gọi là cách lia bút đó sao cho đúng để khi mà các con hạ chữ từ cỡ hai ô ly xuống một ô ly thì chữ của các con sẽ đẹp hơn nét nó sẽ mượt mà hơn chứ không phải mình tập trung vào viết cái con chữ đâu viết con chữ là cần nhưng mà cầm bút và lia bút mới đủ thêm hai cái yếu tố đó nữa thì chữ của các con nó mới đẹp và cái yếu tố thứ năm đó là ba mẹ hãy luyện chữ cùng con ở cái giai đoạn này nó chỉ có một năm hoặc hai năm thôi mình hãy dành thời gian đồng hành cùng các con luyện chữ cùng với các con có thể mua của chú cường các cái cuốn mà lộ trình luyện chữ đẹp đó mình về mình nghe chú cường hướng dẫn thôi nghe em hướng dẫn thôi thì để cho mình hiểu được cái cấu trúc con chữ và mình dạy lại cho các con chứ không cần mình phải viết đẹp rồi mình mới dạy được cho bé mình hiểu được từng cái con chữ sau đó mình kèm con ừ cái chữ này con viết như vậy là hơi rộng nè hơi cao hơi thấp hơi méo đó để cho con nó vào trong cái khuôn khổ. Ba mẹ hãy 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 nhớ hãy nhớ lời chú Cường nha. chỉ vượt qua năm lớp 2 thôi, ba mẹ muốn rèn chữ cho con cũng rất rất là khó luôn. Nên là cái giai đoạn con ở lớp 1 lớp 2 là giai đoạn vàng, chúng ta hãy cùng nhau đồng hành cùng với con. Nó cũng giống như là mình tạo một cái trải nghiệm rất là thú vị giữa giữa các thành viên trong gia đình. Các cái loại bút mực sản phẩm luyện chữ đẹp mà chú Cường giới thiệu chú Cường đều có bán ở cửa hàng thì cửa hàng của chú Cường cũng nhỏ thôi nằm trong một con hẻm gần ngã tư ga quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ba mẹ nào mà ở gần có thể ghé qua mua cho các con hoặc là có thể mua online thông qua Zalo số điện thoại hoặc là cửa hàng trên Shopee tiktok ba mẹ chỉ cần xếp luyện chữ đẹp cùng chú Cường hoặc là chú Cường chữ đẹp thì nó sẽ ra shop của mình đó à, hy vọng video này hữu ích đến với ba mẹ nếu mà thấy video hay có thể cho chú Cường một like hoặc là comment ở dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn quý ba mẹ rất nhiều. Chúc cho quý ba mẹ rèn chữ cho con thành công và đừng quên luyện chữ đẹp cùng với chú Cường đó. Hẹn gặp quý ba mẹ ở một cái video tiếp theo.